Thì ông là hồi xưa ông lại có hiểu không? Dạ nghe sẽ bảo nuôi con tới tới con chợ nghe. Nhưng em lỗi sư rồi em có em sẽ xây ra mất rồi. Hèn sư phụ nuôi con cho tới con chết nghe. Sư phụ ai sư phụ cho. Sư phụ cho ai xà nghe không? Con bây giờ đem ra là nó tích thuốc con liền tội nghiệp nữa không? Nghe lời sư phụ nghe không? Ai xà nó biết sư phụ cho nó buồn nó mất tiêu rồi. Ê xà đâu rồi? Sao bữa nay con không ra con quậy nữa? Ê xà. Ê xà. Hàng ngày sao con quậy quá mà nó đang đâu rồi? Hả? Hàng ngày quậy mà sao giờ đâu rồi? Ừ. Này sư phụ cho con nghe. Chứ sư phụ không có nuôi con được nữa rồi. Biết không? Sư phụ nựng con lần nữa rồi sư phụ cho nghe không? Nghe không con? Con quậy quá sư phụ đâu có nuôi con được nữa đâu. Biết không? Bây giờ rồi có nuôi có chuyện gì sao sư phụ chịu trách nhiệm được đúng không? Chưa sư phụ cho con nghe mai có gì thì các con về nuôi không phải quá chứ. Vậy quá sư phụ đóng nuôi con được đâu. Không. Không sư phụ tắm cho con nghe. Rồi sư phụ cho vô xuống y. Ai có gì để con về nuôi hết. Chứ sư phụ đâu có cho con ăn thịt được. Mà sư phụ đâu có dạy con được đâu. Nhưng con quậy vậy đó là sao mình cái bụng nuôi được biết không? Cái bụng nuôi con cái bụng đánh con cái bụng ăn tội nữa biết không? Rồi cái bụng tắm cho con rồi cái bụng cho con ha, cho con vô thú y với rồi ai có duyên với con tao đem con về tao nuôi để cho con ăn mặn nghe không? Cái bụng nuôi con không có nổi nữa nghe con. Con làm tội con mới làm chó đó phải không? Nhưng mà con cũng còn cái phước con sanh ở Mỹ phải không? Tao không ăn thịt con phải không? Nói có con vậy sao sư phụ nuôi con được? Rủi con ôm người ta rồi ta té xuống rồi sư phụ đâu có tiền sư phụ đền cho người ta phải không? Sư phụ đâu có là đâu có khai sanh cái giấy khai sanh cho con được đâu. Chết thương nên sư phụ cho con nghe. Không có trách sư phụ nghe. Cái ai có thương con ta đem con về ta nuôi biết không? Sư phụ thương nó sư phụ nuôi có đủ biết không con? Nghe sư phụ lắm lao cho
chứ còn quả ôm con bữa nay nữa thôi nghe không. Chứ thầy phụ nuôi con rủi con có gì, thầy phụ đâu có cái giấy tờ của con đâu mà thầy phụ lo cho con được biết không. Thầy phụ cho con vô thú y đi đó, coi con quậy vậy đó, thấy không, con quậy vậy là sao thầy phụ nuôi con được nghe không. Ai có duyên ôm con về nuôi cho con ăn uống đàng hoàng nha con. Hết tội làm người nha con. Làm chó khổ lắm nha. Chứ không làm chó mà không có đủ cái trí á biết không. Không có đủ cái trí á con thấy không. Nó con đâu có biết gì đâu. Biết không, con từng làm người đó mà tại con làm tội con mới thành chó đó biết không. Biết không con. Biết không, con thấy không, con đâu có đủ cái trí gì đâu. Giờ tôi phụ tắm con lần cuối nha. Phụ tắm sạch sẽ rồi con đang chở cho con đi nha. Nghe không. Phụ tắm con lần cuối nha. Chồng đang chở cho con đi ha, biết không. Con ở CC hai xe, hai chị em gặp nhau một lần nữa đi. CC lại đây chơi xà thăm đi, rồi trưa sư phụ cho ấy xà rồi. Không phải sư phụ ghét con đi, con tại con còn trẻ biết không. Vô người ta sinh con về ta nuôi ta cho ăn đàng hoàng nữa. Nếu không kiếm sao con làm người nghe không. Ở sư phụ nuôi nửa năm mà biết không. Chứ con năng động vậy chứ phụ sao nuôi dám nuôi con được nữa. Rồi con ôm người ta rồi người ta té xuống rồi chứ phụ tiền nó chú đền phải không. Mà nếu chứ phụ chờ con lớn chứ phụ cho con thì con biết. Con biết ai quen ai không quen người ta làm sao con biết được. Thôi con còn nhỏ vậy chứ phụ cho con nghe không. Nghe không. Nghe không? Đó, cho vợ cái sư phụ bữa nay nữa thôi đó. Mai lòng có không có gặp sư phụ bữa đâu nghe con. Nghe không? Không có gặp thầy nữa đâu nghe không? Sư phụ mong người ai nuôi con ta cũng thương con vậy đó. Nhưng mà con nghe lời để người ta đánh con nghe không? Chú phụ đánh con, chú phụ cũng đau lắm đó chú phụ. Nhưng mà đó con lì vậy đó, coi đó, coi đó, coi đó, coi đó. Thấy không? Trưa nay chú phụ cho xong người ta chích thuốc, người ta làm giấy tờ cho con, thấy không? Làm giấy tờ cho con rồi người ta mới cho con được, biết không? Ai thương con, người ta bỏ tiền, người ta mua con về, biết không? Rồi đi tắm nè. Sư phụ đi tắm cho lần cuối nghe. Nghe không? Đó, con không có biết gì hết trơn hết trội hết. Cái đó con thấy không? Làm chó không có biết gì hết trơn hết trội hết. Không biết gì hết trơn. Nó sắp làm thịt cũng không biết. Nó sắp đi cho cũng không biết. Thôi vậy đó. Nghe không? Khổ không con? Làm tội với thằng chó gì nè. Làm sao chừng nào hết tội với thằng người đây hả? Nó không biết gì hết trơn. Không biết gì hết trơn. Không biết gì hết trơn. Không biết sắp đi cho gì hết trơn á. Thôi đi tắm đi. Chứ không có đủ nuôi con được rồi, hiểu không? Đi. Đi ra tắm. Tắm rồi đi nghe con. Tắm rồi hồn đang là chở con đi nghe. Bộ tắm cho một lần nữa nghe. Đi. Đi. Đi tắm lần nữa đi.
Cái hồng đang là chở cho con đi vô thú y nha. Rồi cho con rồi ai thấy thương con ta bỏ tiền ta nuôi con nha. Biết không? Dạ, đang ta chích thuốc, ta làm giấy khai sinh cho con nha. Sư phụ đâu có làm giấy khai sinh cho con được. Tụi con có gì sư phụ đâu có tiền đền cho người ta, biết không? Bởi vậy làm chó khổ không có biết cái gì hết trơn á, không có biết là sắp sửa đi cho sắp sửa ăn thịt gì hết trơn. Mấy con thấy khổ không? Thấy khổ không? Thấy làm chó khổ không con? Không có biết là sắp đi cho rồi sắp đi ăn thịt với trên cái đùa giỡn vậy đó. Cô tắm cho lần này nữa thôi nha. Trời con nhiều đó thôi với chú phụ thôi nha. Không biết gì hết trơn hết trời. Kỳ cục vậy. Tắm cho sạch sẽ nghe không? Rồi vô đó rồi ở rồi ta ai có tiền anh ta bỏ tiền ta mua con về ta nuôi nghe. Biết không? Ta chích thuốc cho vừa rồi cho con biết không? Ta làm giấy tờ cho con. Cái sư phụ đâu có điều kiện ở đâu biết không? Mà nếu không có làm giấy tờ cho con nó rủi con ôm người ta. Cái cắn người ta là sư phụ kẹt dữ lắm biết không? Cô tắm cho sạch sẽ, không có ngứa nghe không? Tôi vô đó rồi ta nuôi nghe. Không có biết gì hết trơn. Sắp cho sắp dịp trơn á. Tâm đó là lần cuối nghe không? Thấy không con? Chịu lạnh đi nghe. Rồi. Thật sẽ là nghe.
Phục vụ tắm lần này lâu lắm mới có người tắm con nữa nghe. Chừng nào mà ai mà ta thương con, ta mua con về ta nuôi á, ta mới tắm. Bây giờ trưa nay cho con vô thú y con ở nghe. Biết không? Biết không con? Phụ tâm ra này lần cuối nghe. Đó, giận cái đã đi, một bữa nay nó đi nghe. Một hồi đi nghe. Hồi sư phụ rõ con đi nghe không? Ra giận cho đã lần cuối đi nghe. Biết không? Mời mốc vô nghe lại thằng con. Cái bộ nô con không được nghe không? Rồi con của em năng động quá. Rồi ta có gì sư phụ đâu có thể thụ đàn nữa không? Mời mốc trầm tính lại nghe. Đáng ra hết tội làm người vậy con. Chó khô lắm vậy. Không biết gì hết trơn. Làm người còn biết buồn vui, biết thương ghét được. Con làm tội con phải bắt kiếm cười rồi biết không. Đáng hết. Tôi phụ nuôi con 6 tháng rồi. Có cái phước đó tặng bao hết tội làm người vậy con. Hết tội làm người vậy con. Nếu sao thầy con gặp lại làm người vậy con. Con từ đây xuống không có nuôi nữa đâu. Biết không? Nếu con cũng còn may mắn là con sanh ở Mỹ biết không? Nếu con sanh ở Việt Nam là con bị chết rồi. Ở Mỹ nó chưa phụ hy vọng là có người nào đó đem con về thôi nghe không? Biết không? Ở Mỹ tao không ăn thịt con biết không? Con còn chút cái phước đó. Cho nên trả cho hết kiếp này nghe con. Nếu sau này có gặp lại thầy là làm người nghe con. Cho nên thầy dạy dỗ cho nghe không? Sao gặp lại thầy thì làm người cái con. Thầy dạy dỗ kia kia. Thầy con làm chó thầy nói cỡ nào con cũng không nghe hết trơn có biết không. Thầy thương thầy lo lắng nhưng mà con không nghe được biết không. Rồi xê xê còn con nữa. Cái hộ nuôi con tới chết thôi nghe con. Bây giờ con mà già vậy là vô là tao chích thuốc con liền con biết không. Chứ không có nở biết không. Cái xà thì còn người đem về nuôi chứ con đâu có ai nuôi con đâu. Con già quá rồi biết không. Giờ tôi cho nó, cô ơi nó năng động quá. Nó cứ nó chạy nó ôm ta nó vui rủi ta. Ta là ngã xuống ta té ta đòi làm tiền là tôi chết liền. Nó không biết gì hết á. Coi nó, coi nó. Đây. Nó không có biết gì hết trơn.
đem vô thú y cho nó đi, rồi ai có duyên ta người ta vô đó ta chích thuốc đàng hoàng, ta chích thuốc, ta làm license cho nó, rồi cái ai có duyên ta đem nó về ta nuôi cô ơi. Nó vậy đi chứ giờ thì hết cát rồi, còn cc thì tại vì lý do là nó già rồi, mà giờ đem nó vô là ta chích thuốc nó chết liền, này nó ốm quá rồi. Cái bộ nuôi vô tới chết chứ bộ cho ông nghe không, nên ốm quá rồi. Mong đừng làm chó nữa nghe con, hết cái bề làm người nghe con, là con giật đó. Khổ lắm nghe con, bây giờ không có biết gì hết trơn á. Coi đó, nó đâu có biết gì, nó đâu có biết, nó sắp cho đâu có thấy không, nó quậy xê thấy không. Rồi chứ phụ thời gian nữa chết chứ phụ cho ông nghe không, nghe không. Chứ phụ la miệng cho nè, nó ganh tị với con mà nó đâu có biết, đâu thấy không, thấy con có thấy không đó, xà thấy không đó. Chị em dòm nhau đi, hồi là ông đang là chở con đi rồi. Đó, coi vậy đó là sao sư phụ dám nuôi không? Sư phụ cho mấy người Mỹ trắng ta đem con về ta nuôi biết không? Vô trong đó đi, rồi ta chích thuốc cho con, ta làm lại sình cho con biết không? Rồi ai đó ta vô ta bỏ mấy trăm đồng ta mua con về ta nuôi đàng hoàng biết không? Hay sao? Biết không? Còn kẹt xe xe bây giờ già quá rồi đâu có ai nuôi, ta chích thuốc cho chết cho nên cho bộ phải đáng nuôi biết không. Thì con thấy làm súc sanh khổ không, xe thấy khổ không con. Chú cả đêm chú cũng suy nghĩ á. Con ốm quá rồi biết không, con già quá tuổi rồi, sắp chết rồi. Giờ sư phụ đem con vô là tao chích thuốc con liền á, sư chơi biết không. Vậy mà sư phụ không có nợ biết không, không có nợ đành. Rồi xà là sư phụ cho đi biết không. Thôi con là thôi sao này sư phụ có nuôi ai nữa nghe không, không nuôi con nữa nghe không, nuôi một lần thì thôi. Chứ không có nuôi nữa đâu, không có nuôi ai nữa cho nên con chết rồi thôi, không có nuôi chó nữa. Rồi sư phụ có cái đầu chơi nè, nè ghét á, ghét á. Rồi thôi đi vô, sư phụ đi làm việc. Ê xà, quậy cho đã bên đây đi. Đó, rồi ra nó bị dướng vậy đó. Khô chưa? Bộ lão mặc cho rồi hồi đi nghe không? Dòm nhau một lần người nữa đi.